Ok, lần này là đối thủ Đức. Vào việc ngay. Lên tốt này đi. Lên đấy, con gì giữ tốt nhỉ? Lên mã. Lên tượng phát nào. Cũng lên tượng. Dí phát tốt đi. Nhập thành. Cũng lên tượng này. Vâng, đèn đang tính xem ngoan không. Nếu ăn thì mã mình được đường đưa lên thôi. Sau đó có thể kiểm soát vị trí B6. Khả năng là đen sẽ không ăn. Ra hậu. Rồi, mình cũng ra hậu để lên hậu để giữ tượng. Ra xe đấy. Nhập đi. Dí lên à? Vào việc. Vào việc. Đuổi xe cái thế nào. Đấy. Bây giờ mình ăn đây. À không được. Bẫy 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 bẫy. Ăn đây phát mã ăn lên. Hậu ăn vào là tượng chiếu bắt hậu ngay. À đây hậu mình ăn sang được. Như vậy là tượng sẽ chạy đi một nước khác. Có thể lên đây để bắt tốt này. Dí một nước đi. Về đổi. Đây rồi. Chờ mãi. Con mã nhảy vào B6. Bây giờ thì dễ đánh rồi. Rồi, mình vào xe nếu mà ăn tốt thì hậu mình ăn lại tốt này. Dí tốt lên. Dí hai nước giữ tốt luôn. Cũng dí ấy. Tiếp đi. Dí lên xe. Vào nước cho đỡ nguy hiểm nào. Lên hậu. Xuống đấy. Xem dám ăn không? Mà ăn. Như vậy là dám ăn. Chiếu phát này.
Rồi, còn này mình sẽ chiếu đổi hậu. Rồi, bây giờ đuôi xe đấu giữa. Long mã lên. Vào đây. Ra giữ luôn. Nào, con này đánh cẩn thận của lớ ngớ chiếu bắt xe ấy. Một chuyện đùa. Chấn vào. Gì? Chết rồi. Thế. Thế. Mình của đấy mình chỉ có hai phương án, một là ăn tốt bên này, hai ăn tốt bên kia, đánh nhanh mà. Thế là mình ăn tốt bên này. Blunder mất. À không, đúng thật, đen đẩy tô này thì vua mình không ăn được, phải sen về. Chậm mất một nhịp. Làm ván cờ gỡ gạc vậy. Rồi. Rồi, phế tốt luôn. Thì ăn con này. Ăn con này. À, quên, đang đánh 1 phút cứ mãi suy nghĩ chứ. Cứ mãi suy nghĩ. Đây rồi.
Ôi giời ơi. Người không chứ. Nice.